Anh bạn ổn chứ? Tôi vừa sờ trán anh, thấy hơi nóng đó. Tôi chỉ bị say nắng một tẹo thôi. Vậy thôi chúng tôi đi đây. Có anh bạn bị đứt làm đôi nè, để tôi gắn lại cho nhé. Máy bay xịn vậy, nước carbon đang nổ luôn. Sao hôm nay nhiều người ra đường thế? Nắng 45 độ mà vẫn ra được mới tài. Hình như mình bị hoa mắt thì phải. Sao cái tên này lại bay ngược vậy? Nghe nhạc nhiều nhức đầu quá. Chắc phải bỏ tai nghe ra thôi. Ôi trời ơi, say nắng quá rồi. Hoa hết cả mắt. Này ông hàng xóm ơi, ông tắt dùng cháu cái loa được không? Ồ, xin lỗi cháu nhé. Để ông tắt. Vãi thật, còn cố mở to một đoạn nữa chứ. Được hôm chủ nhật nghỉ ngơi mà lại phải nghe mấy bài hát, tra tấn lỗ tai thiệt là bực hết sức. Thiệt tình, mày có nước gì giải khát không? Cho tao uống với, tao bị say nắng. Kệ mày, bọn tao đang chơi. Nén thế hả? Vỡ đầu bố mày rồi. Mày có biết đây là số mấy không? Số 3. Thằng này bị ngó mẹ rồi. Nằm xuống để bọn tao sửa lại cho. Quay ngang quay ngửa cái gì? Nằm xuống. Chọc mẹ vào giữa hàng luôn. Đừng mà.